Dạ, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Khoa nha các bạn. Thì mấy hôm nay thì em không phải mấy hôm nay, em mới vắng bóng có một hôm à. Do em ra được vài xe, cũng có vài khách tới shop em lấy, nên là em ra xe chưa kịp cho bạn tham khảo. Thì hôm nay em có hai mã xe nha các bạn. Mã này là đứng, mã số 1 nè. Đứng nó là 50, ngang nó là 53. Ồ, cái size quá đẹp các bạn ơi. Ngang 53 là thấy vô rồi. Bạn nào mà cao từ đứng 50 nhưng mà bạn nào cao từ 1m60, 62 trở lên đi là được rồi nha. Tại vì ngang có 53, cái size ống ngang khá là dễ chịu các bạn. Tại vì đứng thì mình còn rút yên lên xuống tí xíu được. Con này khá là đặc biệt á. Cái vành nó là miễn chê. Hôm bữa em ra được hai con. Em ra được con này với con trắng với con đen. Khách khoái màu đen mạnh mẽ quá, chốt màu đen ơi. Hôm nay còn màu trắng nha bạn. À, màu trắng. Còn mã rút này thì miễn chê rồi, đứng 45, ngang là 50. À, bạn nào cao từ 1m57, 58 trở lên đi là thoải mái luôn nha. À, rút này thì khá là hút hàng, em ra bao nhiêu là bán hết bao nhiêu. Xe này hiện tại thì em chỉ còn có một con thôi nha. Con này là đời mới, nó cạnh tranh tương tự với mấy con xe hiện giờ các bạn. Mã rút này dáng sườn cũng khá là đẹp. Thì trên thị trường tấp tấp, đâu đó con này về Việt Nam khoảng tầm 8 triệu mấy. Em bán anh quanh tầm 5 triệu hơn à. Giá bao nhiêu các bạn đón chờ nha. À, các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh em nha. Sắp tới em sẽ ra cho bạn những dòng xe khung nhôm một dĩa, à, mới lựa tuyển cực quan xe đẹp nhôm một dĩa, tầm giá loanh quanh có 3 triệu mấy, 4 triệu à. À, còn bên cạnh đó Marine cũng có nè, và Trinity full nhôm nè, Mastery à. Toàn thương hiệu xịn xịn mà xe đẹp đẹp không các bạn ơi. Đăng ký kênh em đón chờ nha, sẽ cập nhật video cho bạn tham khảo mỗi ngày nha. Khung giờ phát sóng của em hay thường là từ 11 giờ đến 2 giờ các bạn ơi. Em có thay đổi tí xíu. Tại vì việc khá nhiều nên em ra video hơi trễ, các bạn thông cảm giúp em nha. Giờ vô review chi tiết đi. Để tránh làm mất thời gian của các bạn thì sao em có báo đầu video rồi á. Bạn nào cảm thấy vừa size hay là xe đẹp á thì ủng hộ em chiếc giao lưu nha các bạn. Con này là khung nhôm, ghi đông bô tông nhôm, vành nhôm các bạn. Xe này thì khung sườn nó nhẹ lắm. Nhưng mà bị cái cặp bánh này nó nặng quá trớn luôn. Cặp bánh này các bạn phải xoay ruột van xe đạp, van 8 phân xài mới vừa nha, 8 phân trở lên nha. Thì có nhiều các bạn là mua xe này hay lo ngại về vấn đề ruột thì em bao các bạn luôn. Em bao bạn đi chừng nào xe hư thôi. Ruột thì em có bán hỗ trợ các bạn hoài luôn nha, hỗ trợ với giá gốc luôn nha các bạn. Nên các bạn cứ an tâm mà sử dụng nha. Ruột thì em báo giá luôn. Ruột van 8 phân này 50.000 cái, ruột Genshin à, 50.000 cái hỗ trợ các bạn, dễ chơi dễ xài luôn. Khi mà bán xe này em có tặng kèm các bạn thêm một cái ruột nữa để các bạn an tâm chạy luôn nha. Thì con xe này thì khá là hiếm trên thị trường bên Việt Nam lẫn cả bên Nhật luôn các bạn. Bản 6 phân thì có nhiều, bản 8 phân này em được may mắn được hai con, giờ còn con này. Nó phối màu trắng tem xanh khá là đẹp. Vành là vành nhôm nè, câm là câm chì zin theo xe nè, mayer là mayer nhôm nè, mayer nhôm zin theo xe của Canover nè. Bánh zin theo xe bạn nhìn thấy không, cứng cáp chắc chắn cực kỳ luôn. Xe này mà lên chớn nữa thì nó tạt gió miễn chơi các bạn ơi. Con này chớn bao dữ lắm, chỉ cần các bạn có cái chớn nhẹ thôi là chiếc xe nó đủ độ quăng rồi nè. Các bạn thấy không, quay có tí xíu mà chớn nó cỡ này thì buông ra nó cỡ nào các bạn, đưa ra đạp trực tiếp, xe kiểm tra cân chỉnh bảo dưỡng hết rồi. Xe bán ra lúc nào cũng có chế độ bảo hành cho bạn, bảo hành là bao lâu, bảo hành 12 tháng chứ không có vấn đề mà bảo hành ấp a ấp úng nha. Nói là nói thẳng luôn, bảo hành các bạn 12 tháng. Trục trặc gì ghé em, bảo trì bảo dưỡng miễn phí hết. Báo các bạn con số cụ thể luôn chứ không phải hư tới sửa thôi, sửa hoài không hay. Nên là bán ra bao các bạn về chạy luôn, về chỉ việc cân chỉnh dây. À, đi thời gian dài. Tại vì dây này là dây cáp mà nên là sẽ có hiện tượng giãn dây. Chúng ta chỉ việc tăng dây dưới đây giúp em thôi, còn lại xài hoài luôn. Đã làm lại hết rồi. Về chạy luôn, khỏi lăn tăn khỏi suy nghĩ nữa. Cũ đời này đời mới nè. À, giờ em review cấu hình dàn đầu nó đây. Đây là phần ghi đông bô tăng đây các bạn. Bao tay này thì em có trang bị cặp bao tay mới nha. Bao tay sừng trâu nè, có bờ bàn tay nè. Nhìn vô xe nó hầm hố chắc chắn cực kỳ luôn nè. Hệ thống dây phanh đằng trước nè. Nó đi dây xanh nè, zin theo xe nè. Chưa có hiện tượng mục hay bể ống gì nha các bạn. À, tay là tay phanh nhôm nguyên khối nè. Bấm xả 3 gì 7 líp nè. À, tay bấm xả nhà Microchip này thì là thường hay gắn trên da S kép nha các bạn. S kép bản quốc tế nha. Thì con xe này Canover là một thương hiệu của Đức thì nó cũng trang bị cái tay này. Tay này bấm đã lắm các bạn ơi, nhẹ nhàng nghiêm máy cho bạn nào mà nó nằm một bên luôn. Tay tay này hay còn gọi là tay thìa nằm dưới các bạn, chứ không phải tay bấm tay trả đây. Bấm tăng líp ở đây, còn trả líp ở đây nha các bạn. Xe dàn đầu nhìn hầm hố cực kỳ luôn.
Giờ tới mình sườn đi. Canover là một thương hiệu khá là nổi tiếng ở trên thị trường Đức rồi. Nè, Canover thương hiệu của Đức xuất sang thị trường Nhật cho các bạn. Ngay đây có tem nè, Optimo Rodup by Japan nha các bạn. Gạt đĩa là gạt đĩa của nhà Shimano Tony TZ nè. Mấy con đời mới là hay xài Tony TZ nè. Cùi đời thường các bạn thấy cùi đời Shimano đúng không? Nhưng mà nay con này có cùi đời Microship luôn, đi đồng bộ với tay luôn nha các bạn. Cũng đều là phân phối bởi nhà Shimano hết nha các bạn, an tâm nha. Đùi đĩa là đùi đĩa 3 tầng, 3 tầng đĩa đùi đĩa nhôm. Rowell còn đầy đủ đồ chơi luôn nè. Cặt tay dĩa nè, cái miếng chụp vô dĩa nè cho nhìn xe đẹp liền lạc hơn nè. Cái này sơ sức thiếu đóng ốc các bạn ơi. Chốt xe có đóng ốc đàng hoàng nè. Clip thì clip chắc chắn có Shimano rồi, clip 7 tầng rồi. Khỏi suy nghĩ lăn tăn gì hết. Sơn thì lúc nào cũng ưu tiên hai sơn mới nè. Niền nhôm là em bao các bạn là không khuyết rỗ nha. Thì vỏ này vỏ zin theo xe, còn sử dụng được nên là em để sử dụng được mà sử dụng tốt nha các bạn. Các đầu chân cam nè các bạn thấy không, còn đẹp cực kỳ luôn. Xe này thì độ mới là gần như là tuyệt đối rồi. Cái khâu yên trắng zin theo xe luôn. Xe này có thay mới cái yên thể thao nè. Thay yên em lựa cái yên có tem màu xanh nè, phối cho cùng chiếc xe nè, nhìn nó đẹp hơn, cân đối hơn. Xe này các bạn đi là bao ngầu hầm hố luôn. Xe này các bạn có thể nâng lên rót đồ thoải mái nha. Có thể nâng lên một con cuột được nha các bạn. Tại vì nó là hàm thắng ba mảnh. Dán sườn nó cũng là dán sườn rút. Xe này bạn nâng về cái vỏ 700 x 23, 25 gì đó đi, khoảng tầm một ngón tay thôi là nó còn tạt gió ác nữa nha các bạn. Xe này có gì đâu chơi các bạn, chỉ rớt gạo thôi. Giờ em xin phép báo giá luôn. Xe này em sẽ chia sẻ các bạn với mức giá là 6.200.000 bao gồm cả phí ship nha. Đã tặng kèm đầy đủ 4 món ăn chơi nha. Đèn trước nè, đèn sau nè, ga đỡ nước nè, và một cặp chắn quần vẫy nha các bạn. Đầy đủ đồ chơi hết rồi, về chạy luôn khỏi lăn tăn gì hết. Đèn là tặng đèn chiếu sáng xài bằng đèn LED nha các bạn. Xài bằng sạc chứ không phải là đèn đèn phản quang nha. Em báo rõ cho bạn tình trạng luôn. Xe bán ra có bảo hành tại shop, cần chỉnh bảo dưỡng hết rồi, bảo hành dài luôn, chính sách như xe mới. Xe này thì tình trạng nước gần như là hơn 90% nha. Siêu đẹp, 6.200.000 rồi, sở hữu con xe của Đức xuất sang thị trường Nhật, khỏi chơi luôn. Mã này cũng ít nữa. Bạn nào ưng ý hay hợp nhãn thì chốt đơn thì alo em nha. Đây là mã số 1. Còn đây là mã số 2. Mã này là mã Root, thương hiệu Root này thì em có khá là nhiều rồi. Mà mấy con Root này em để ý về là toàn đời mới thôi mà. Riêng mấy con màu đỏ mặn này lại cực kỳ hot nữa nha. Đợt trước em cũng có một con đỏ mặn tương tự như vậy, mấy anh gọi cháy máy luôn, nhưng mà chốt cũng không kịp. Thì đợt này em có nè. Nếu mà anh nào chưa mua xe có thấy được video em á thì chốt đơn ủng hộ em chiếc làm quen nha. Yên cũng thay yên mới thể thao. Bạn nào có nhu cầu yên zin thì báo em nha. Em vẫn có yên zin cho bạn nha. Tại vì yên zin nó về có hai trường hợp nè. Một á là bị rách, hai là bị mút, bị chai rồi nè. Các bạn thấy không, như những cái yên zin này nè. Về thì đâu có sử dụng được đâu các bạn, nên bắt buộc phải lợp lại. Bạn nào có nhu cầu yên zin đó thì báo em, em tặng các bạn cái luôn, để về muốn lợp lại cũng được, hoặc là muốn giữ sơ cô cũng được. Quan trọng các bạn thích là được. Bao tay nè, dạng kiểu có cái bờ bàn tay nè các bạn, xịn sò không, cầm cũng im tay nữa. Đây là bấm xả dĩa, 3 dĩa 7 clip của nhà Shimano nha. Mặt kính thì còn trong vắt à. Ghi đông bô tăng là ghi đông bắp chuối nè, cổ bự đời mới nè. Bấm xả nè, phanh phụng đồ canh liền lạc hết rồi. Về chạy luôn khỏi suy nghĩ nhiều các bạn ơi. Nước sơn là nước sơn zin hết nha. Cái này nè các bạn đánh giá giúp em nha. Còn đẹp cực kỳ luôn nha. Cầm là cầm zin theo xe nè. Đầm là đầm nhôm, zin theo xe. Đùm này là một là của Wando, hai là của Joytest thôi, nó xài hai cái thương hiệu đó thôi. Để em coi. Đây, đùm Wando các bạn ơi. Đùm nhôm zin Wando. Vỏ là vỏ zin theo xe luôn nè. Mấy con này đều là một con rod tai ngang nha các bạn. Sau này các bạn có lượng nhu cầu nâng lên xe rod vẫn được nha. Thì em sẵn đây em chia sẻ các bạn cách nhận biết giữa một con xe mà chúng ta có thể nâng lên rod mà người ta không biết á. Các bạn lưu ý là ngay đây là có hàm phanh ba mảnh nè. Và cái thứ hai các bạn coi cái dáng sườn giữa bánh xe và này, cái ống đứng nó có sát nhau hay không. Tại vì thường dòng touring thì cái phần đó nó hở ra khá là nhiều các bạn. Mấy dòng này thì đạp cực kỳ cháy phố luôn. Và thứ hai là touring là hay đi sử dụng phanh vơi nha các bạn. Các bạn lưu ý giúp em khoảng đó. Còn mấy con đang nằm vùng các bạn ơi, chuẩn bị giới thiệu bạn Weekend Buy rồi nè. Xe mới tinh luôn, đăng ký kênh đón chờ nha. Đời 2018 mà tình trạng xe thì giống như là bỏ quên tại Nhật vậy.
ngoại hình còn cực kỳ mới luôn nha. Các bạn đăng ký kênh đón chờ nha các bạn. Đứng có 45, ngang 50 à. Nên là cái chiều cao cũng khá là dễ chịu. Các bạn mua máy này về chạy là khỏi chơi luôn. Chạy luôn, đâu tốn tiền sửa chữa gì đâu. Cho bạn nào mà ở những vùng nông thôn này kia, đôi khi cũng khó chỗ sửa xe thì em làm sẵn hết luôn rồi. Vỏ là vỏ IRC nè. IRC thì thường hay gắn liền với cái mắt in da băng các bạn. Mấy cái vỏ xe bơi xe máy mình á cũng IRC, cũng mắt in da băng nha. Vỏ IRC này chuẩn của Nhật luôn. Vỏ zin theo xe. Đây, gạt đĩa là gạt đĩa Tony đây. Đó. Xe thì quay cho bạn coi khuyết điểm, có cái vết trầy ngay đây. Xe thì nói chung là cũng có mấy vết trầy nhâm nhâm nhâm. Chút đỉnh không đáng kể. Tình trạng con xe thì khá là đẹp. Rút. Thương hiệu này thì miễn chê. Rồ đúc by Asahi Cycle tại cửa hàng Nhật Bản nè. Tem Nhật đồ còn đầy đủ nha. Các bạn có thể search cái mã này ra website Nhật, có thể tham khảo được luôn nha bạn. Nó sẽ ra tỷ giá yên rồi này kia. Xe thuộc dạng xe lướt mà mua bên thị trường top top thì nó khoảng tầm 8 triệu mấy. Nay em bán con này mức giá vẫn vậy các bạn ơi, 5.500.000. Không tăng cũng không giảm nha các bạn. 5.500.000, giá đó đã bao gồm ship rồi mà tặng kèm đồ chơi nữa. Loanh quanh con xe có tầm 5 triệu chứ đâu các bạn. Quá rẻ cho một cuộc tình rồi đúng không các bạn? Xe bán ra có chế độ bảo hành nữa. Thì ngại gì mà không chạy các bạn, bảo hành dài luôn, bảo hành 12 tháng luôn. Đây, củ đời Shimano Tony đây. Ba dĩa 7 liếp, liếp thì chắc chắn có Shimano rồi. Các răng liếp nữa các bạn nhìn thấy không? Còn khá là đẹp. Còn mấy cái vết này á là các bạn chạy các bạn tra xích tra nhớt chưa? Xích liếp nó có chạy qua chạy lại chuyển động qua lại thì từ từ nó cũng bay mấy cái tang này nha các bạn. An tâm nha. Không có bị ảnh hưởng gì xe đâu. Liếp zin mà còn như vậy thì khá là đẹp á. Chúng ta không phải quan trọng về đó, chúng ta phải quan trọng về các răng liếp nè. Nó còn vuông vức và cao hay không? Cái đó mới quan trọng các bạn ơi. Chứ lên xe đạp vừa nhắn cái hai cái mà tuột bật, cái đó là không được nha các bạn. Phanh ba mảnh nè. Sẵn đây em chia sẻ các bạn luôn về cái công dụng của cái gạt này nha. Cái gạt này nè, khi chúng ta vận hành thì để đây, còn khi mà chúng ta muốn mở bánh xe ra gạt lên đầy dày nha các bạn. Các bạn lưu ý em, cái nút gạt này là có công dụng chứ không phải là để cho vui đâu nha các bạn. Mã này em chia sẻ 5.500.000, bạn nào hợp nhãn thì liên hệ em Khoa chốt đơn nha. Thì video của em hôm nay cũng tới đây thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Xe đẹp hứa hẹn ra mắt các bạn mỗi ngày nha. Giờ em nhá hàng các bạn trước là vài mã xe chuẩn bị ra nè. Trinity. Trinity con này là dán sườn rút luôn. Đồ là đóng toàn da băng không nha các bạn. Đón chờ nha. Còn con Maserati nữa các bạn. Maserati này thương hiệu khá là nổi tiếng của siêu xe. Siêu xe này em thấy chị Ngân 98 với anh Lương Bằng Quang đang rao bán vài chục tỷ. Siêu xe xe hơi nha các bạn. Còn em xe đạp bán có vài triệu à. Đăng ký kênh đón chờ nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Xin chào.